Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 5, Hà Nội đã ra quy định cấm các hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người ở công viên, vườn hoa để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, nhiều người dân Hà Nội đã phớt lờ lệnh cấm này, thậm chí vẫn tụ tập thành nhóm đông bất chấp khuyến cáo từ chính quyền. Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, mặc dù đã có biển cấm, thế nhưng vẫn rất đông người tập trung tại đây để đi dạo hay tập thể dục. Khi bị lực lượng bảo vệ nhắc nhở, nhiều người lại chuyển hướng xuống tập dưới lòng đường, bất chấp các phương tiện vẫn qua lại như thế này. Nhưng mà ra tí để cho rèn luyện thân thể chứ ở nhà thì ốm thêm. Đáng lẽ ra thì mọi người dân phải ở nhà khi mà cấm tụ tập, nhưng vì cái cấm thể dục ấy thì cũng không nói rõ lắm. Vì vậy là người dân có nhu cầu mà thì người ta vẫn cứ phải ra đường. Đấy, bây giờ cấm người ta đi trên vỉa hè thì người ta đi dưới lòng đường. Do lo ngại bị phạt, nhiều người đã xuống những hầm đi bộ để tập thể dục. Lực lượng bảo vệ cho biết mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng rất khó để cấm người dân tụ tập tại đây. Vừa rồi ra cấm là Covid không nên đi nhiều, nhưng mà chỉ mình đi nẻ ra, không đi tập trung. Nhưng mà khuyến cáo của chính phủ là như vậy, nhưng mà có những người thì người ta có ý thức thì người ta đi một vòng, hai vòng. Còn có những người ta cố tình đi thì chúng tôi cũng không thể nào là giải quyết được và cũng không thể nào nói được. Bởi vì là đấy là do ý thức của từng người thôi. Biết luật nhưng vẫn phạm luật, vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng là tâm lý chung của rất nhiều người dân hiện nay. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi không may có một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần phải tự ý thức và thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng chống dịch để giữ cho thủ đô được an toàn.